Hôm nay review làm chiếc xe cứu hỏa. Quèo chiếc xe cứu hỏa ráp gần xong. Làm gì ạ? Kiếm này tiếp coi, làm tiếp xe cứu hỏa coi. Nè, làm này nè, kiếm cái nắp này up lên nè. Nắp cái này nè. Đổ bọc cho đi. Đổ bọc cho đi. Chơi gì mà? Chút chơi xong rồi dẹp. Ok. Ok không? Hả? Dạ. Một ra phải không? Ừ. Cái miếng bự á. Đừng đổ mình lầm đó. Ok. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Đẹp nữa. Còn gắn cái cây thanh đây nè Nguyên. Thanh còi của quả này nè. Chưa gắn cái thanh trên đây nè. Thanh ngang dài nè. Kiếm coi. Kiếm cái đầu thanh ngang dài gắn trên đây nè. Giống như nè. Dài nè. Chớp chớp đèn này nè. Hai nút thành một á. Kiếm phải. Kiếm hai nút thành một nút trên giữa nè. Có cái ốp bự bự á. Kiếm cái ốp bự bự á. À con biết chắc rồi chơi. Không phải cái này, cái nhỏ á. Nhỏ. Nè. Không phải cái đó luôn, cái này nè. Đây rồi. Không phải cái này. Không phải cái đó. Cái lỗ này nè mà ốp vô còn một nút giữa á. Không có. Có. Ba gặp đây. Nè giống này nè. Cái này nè ấp vô đây nè. Em có nè. Rồi gắn cái này lên đây thanh này nè. Đó. Thấy giống chưa? Ủa chị gắn quên rồi lộn rồi. Lộn con cứu rồi. Mình kiếm đi. Cái lộn hai cái này. Hai cái lặn. Một cái bên đây, cái bên đây. Ok. Kiếm đi, lục lên kiếm coi. Này. À hư vậy đó. Còn nữa đâu. Cái dài đâu rồi? Cái dài nè. Rồi trang trí đèn vô cho nó. Rồi đẹp rồi nè. À con có đèn ở đây nè. Ừ. Ủa thôi. Đúng chân. Cái này tao gắn ở đây quá. Gắn ở đây quá. Mới gắn đầu gắn đầy quá. Rồi con quả gắn đầy quá, làm cái trục quay nữa. Thiệt là ngầu. Kiếm hộp luôn đi. Hộp bóng đèn á, hộp trắng trắng xanh xanh đó. Kiếm nhóc nhiều lắm. Nhiều lắm, kiếm nó đi. Có một cái nè, nó đi rồi. Một cái nè. Ba thấy nhiều lắm mà. Cái nắp này gắn đây không ơi. Gắn đầu hợp lý này mày. Cái này gắn cái nắp đi. Có sai sai không? Có gì sai sai không ơi? Gắn đây này, gắn đây là thấy không miếng rồi. Có chưa? Kiếm coi mấy cái hộp này, gắn cái hộp này, kiếm cái hộp này nè. Nhóc có trơn nè. Hộp này có không? Ừ, kiếm mấy hộp này nè, không gắn đầu nè. Này gắn đây nè, cái trên giữa. Đây.
nghèo lắm kiếm đâu nguyên. Thấy làm không hợp lý nha nguyên, là Trung Quốc ở đây nha, xe đang đẹp đó nguyên. Cái gì? Nè đẹp đó nguyên. Gì vậy? Phun lửa, xuống phun lửa, phun phun nước vậy. Nè phun nước nè. Phải phun nước không? Cái này phun nước nè. Đấy phải là phun lửa, phun cháy nhà tao luôn quá. Đẹp đi, phun lửa, hay là phun lửa gắn vô. Nè, nó có dao mà. Có phun lửa nè. Có phun nước rồi đó. Nước đi chụp ngày luôn cái á, ra lửa luôn. Kéo lên, chụp chụp chụp, kéo luôn. Nha, tìm hai nút này cho con. Nhiều lắm mà, này nè, phải nút này không? Nè. Nè đỏ. Đỏ đỏ nè. Rồi. Các bạn nhớ bấm subscribe, share rồi đăng ký cho những nút chuông. Chưa xong mà. Rồi cái máy phun nữa, còn cái đầu máy nữa. Cái máy rồi. Máy đâu? Nè. Cái máy dạng giữa ống dây nữa chị. Ống dây chỗ này nè được không Nguyên? Dạ, ống dây đi. Đây mày đưa đây Nguyên. Đưa cái xe coi. Còn ống dây chỗ này nè. Làm gắn cục máy đây nè. À không biết rồi, ống dây rồi. Làm dây dây nè, cho làm cái hình dài cho con đi. Rồi con sẽ làm tạm trạng cái xe thu quả. Đây đây đây, cháu không biết rồi nè, con đỡ cái máy đây nè. Dạ, xịt nước à. Phun xịt nước nè. Hãy con biết đồ xịt nước này nè, nè, biết nha. Con biết, con có ý tưởng nè. Rồi nè, giống như này, gắn mấy hình này nè, dài 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 qua đây nè. Chị? Xịt nước. Đâu phải xịt nước không, có gì á, ống dây nè, gắn đầu mà. Ống dây là xịt nước được đó, ống dây gắn đầu mà, cái này cao lên. Nè lọt rồi. Rồi lọt này luôn rồi. Xe nặng cái tấn lô á, 100 kg á. Lâu quá chưa biết xe coi, xe của quả nè. Xe của quả khó làm thiệt. Thì ra là cái này ứng dụng của Bot Keyboard nè. Keyboard là gì? Bot Keyboard á. Bot Keyboard á. Bot Keyboard á. Cái cũng không hiểm hả? Không, cái này khó làm quá. Đụng nó gấp, đụng nó gấp. Gắn như cái này nữa. Không khớp, không đủ. Kiếm thêm mấy vài miếng nữa. Cái gì vậy con Trăng? Trăng. Cái gì? Ừ. Này nè, gắn này đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Gắn, được rồi, được rồi, mà gắn cho. Là ống dây nước phải không? Ống dây nước á. Ống dây nước. Nên nó sẽ sai ở đâu rồi. Thiếu nữa khúc nữa. Khúc dây nữa. Khúc dây hả? Ok. Ừ. Này. Này gắn vô đây. Ở đây thì cái mắt dưới đây nữa. Gắn đây được chưa? Ờ. Ê mẹ, xong rồi đó. Còn bít cái lỗ này nữa Nguyên ơi, kiếm mấy cây rồi bít cái lỗ này nữa cho nó thật sự coi. Ờ cái này nữa nè. Nó đâu có xài. Cũng cái này vậy. Không biết cái gì đó đâu có xài tới nó. À lấy cái này luôn. Ủa cho cái xe của quả phải có lên chế ngồi trên đây cho người ta xịt nước chứ. Cái này gì vậy? Có ghế đầu ngồi. À không biết rồi, nãy mới thấy ghế nằm xung quanh đây nè. Nè. Rồi. Cái này là có phải tính được. Thôi này không phải vừa đâu con. Cảm thấy phải có iPhone chứ. iPhone tiền mua iPhone. Cái khác vào mà. Khác mà vào.
gắn đó xong ngóc đầu lên, sao kéo xuống nè. Đây gì không? Này, người đây nè, người đây mà. Người, người đâu? Bắn gì? Kiếm người nữa coi. Nhắm này nè, để cho người ta bắn bắn. Ôi thôi, cái này đâu mày đi, cái này cao quá. Cao không? Nó cũng vậy mà. Nè, người đây nè. Đâu? Tóc đâu? Tóc kiếm coi cái tóc ngoài nữa, kiếm coi. Nãy thấy tóc mà. Lục ra không em? Có tóc nữa. Dạ. Kiếm dạ. Đâu? Kiếm coi. Nhướng gì mà nhướng, thấy đâu mà nhướng. Tóc không muốn chặt. Kẹt cái dịp đi coi cho mày quay. Từ từ rồi tính sao. Ghê chưa, ghê chưa các bạn. Là xe cứu hỏa Lego. Xe cứu hỏa Lego, chạy nước, phun nào gì, phun đỏ. Phun tao. Phun ta, phun rửa, xin tả. Con nữ, ác sĩ, 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 ác phun nước qua nhà Nguyên. Ra ra ra, ra mấy mảnh, mấy mảnh kia nữa. Ra mấy mảnh kia nữa nè. Chế gì ở đâu? Bây giờ sao coi? Sao đâu nghe coi. Kem này trong đó sao. Đóng chặt. Ừ, gì? Tên đó đèn ta mà. Đèn đâu? Có sao đỏ đèn đó. Sao đỏ đèn cái này kia lại nè. Sao đèn cái đèn thôi được. Cái đèn gì? Cái này nè. Nó kia kia nó màu đỏ á. Ừ, làm lịch sự đó. Giống giống rồi đó. Còn khúc dây đâu em? Khúc dây cục cục có cái đầu nói không em? Giống giống cái đó đó. Ừ, giống cái đó đó. Giống cái dây kia nữa. Dây dầm cong vậy nè. Dây cong nè. Có không khúc dây cong nữa. Kiếm coi. Không phải. Có mà là có bô xe nữa không? Không cống coi. Kiếm cái này nè. Nó chặn cái gì vậy? Gắn cái đây nè. Chặn hả? Ừ, cho lịch sự. Nó đẹp. Để cho đẹp. Chút quay gì nữa? Xe cứu quả đã hoàn thành. Nặng quá nặng rồi. Chạy. Chạy đâu Nguyên, chạy đâu Nguyên, chạy đâu Nguyên, chạy đâu Nguyên, xe cứu quả tới Nguyên ơi. Để con nằm cháy. Okay, cháy rồi. Lửa rồi. Lửa đâu, lửa đâu? Lửa ai lấy rồi? Nè, lửa nè, lửa là, lửa nè. Xong chưa, xong chưa, có cháy không, có cháy hả? Chưa. Có cháy, có cháy. Gắn lên đây nè, nên dễ đứng hơn. Rồi, có quả chạy tới. Ôi, cán, ôi, dữ quá dữ rồi. Cháy dữ rồi. Cản đường vật cạn quá nhiều rồi, cạn quá luôn anh em ơi, cạn quá luôn. Cạn quá. Rồi, phun nước. Rồi, dập tắt, đã dập tắt xong, yeah. Vậy yeah, thôi, có quả này tắt xong. Cái gì súng mà đùng đùng nữa hả? Có quả đùng đùng nữa hả? Một xe đăng ký để ủng hộ tinh thần. Tinh thần gì tinh thần? Tinh thần làm video mới. Ok. Ok, ok. Xe nhỏ hả Nguyên? Giờ mình làm cái chỗ chứa xe nhỏ hả Nguyên? Đưa Nguyên đưa cái nóc nhà nãy Nguyên. Gắn được không? Gắn xe nhỏ được không? Được đây. Đây, đưa đây. Nhét được không ta? Yeah, được Nguyên ơi. Nhét vô đây nè. Nhét vô đây nè Nguyên ơi. Đó, đẹp rồi đó. Cha mới nói chế xe này nè cha. Spiderman đây. Spiderman nữa hả? Spiderman đâu đây? Xe cứu hỏa của Spiderman nữa hả? Đẹp, quá đẹp. Anh ấy tóc lên. Chọn cái nón, thiếu cái nón Nguyên ơi, nón trắng nào. Cha, nhìn nè cha. Anh ấy tóc lên, xong lên, xíu, bắn, đung 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 đung
đầu nó cũng húp mà. Cái nó trắng á. Lộn đâu biết cái đó cái nhỏ rồi. Lính mà có nó đi cái sói đầu luôn á. Kiếm đồng nguyên kiếm nó coi. Xe cái quả đi càng kiếm nó coi. Cạch 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 cái mà đâu phải ba men đâu. Gắn xuống. Ngày xưa có một ninja cô hát này thật chỗ. Này áo giáp nè, áo giáp của người ta nè. Nhét vô nè thấy không? Dạ. Rồi còn nón kiếm cái nón coi. Cái nón màu trắng gì nè. Màu trắng giống gì nè. Đâu anh kiếm coi chăng? Có, đây không có. Mình có. Kiếm coi trong đây mà. Anh không có kỹ rồi. Mình kỹ lại coi. Tiêu nón rồi. Tiêu nón người ta. Cha, cái nhìn trong này ai đội nón vậy? Ủa, vậy à? ông này ông đội nón rồi. Ông này, ủa, ông này đâu có ăn thịt rửa trong mà ông này ổng đội nón. Trong nhà đi đưa vô hộ đi xe có quả phải có nón đội. Ông này lấy cái này làm nón. Nè. Kim tóc không yên. Để này mất lịch sử qua đầu tập lắp lịch sử qua. Hô hô hô. Cháy cái quả rồi chơi. Cha. Cháy cái nhìn này cha. Cháy cái quả rồi cha. Có giáp không có nón giáp cũng như không cha, à. Cháy cái gì lên cháy cái quả luôn á cha. Ừ. Đừng đừng. Ồ oh, dữ quá. Ui ui. Lạc cái ui. Thôi quen. Mấy đứa nhỏ quen chứ. Không bò là dân cái này ra luôn. Rồi kết thúc bây giờ quen ơi. Ok.